Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo phần Thánh Tử Đạo của Công giáo. Năm 340, đế quốc La Mã tiêu diệt hết các giáo phái Kitô, đi ngược lại với các giáo điều của hội nghị Nicea do hoàng đế Constantine triệu tập vào năm 325 và chính thức đặt tên cho giáo hội Kitô mới của toàn đế quốc là Công giáo. Tiếng Latin Catholica, tiếng Hy Lạp Catholicos, có nghĩa là tôn giáo của hoàng cầu. Saint Cyril of Jerusalem đã viết trong 340 năm định nghĩa giáo hội Công giáo như sau: tất cả mọi người thờ Chúa đều phải quy tụ trong một hệ thống thiêng liêng đặt dưới quyền cai trị của giáo hoàng La Mã. Bất cứ ai không phải là thành viên của giáo hội đều bị vứt bỏ ra khỏi cuộc đời này, và điều quan trọng hơn là bị vứt bỏ ra khỏi đời sau. Đây là một lệnh cưỡng bức toàn dân thuộc đế quốc phải theo đạo Công giáo. Mọi người chống đối đều bị giết, riêng những người Kitô thuộc giáo phái Arius bị giết trên 3.000 người. Trong các năm 1512-1517, Công đồng Lateran tái xác định giáo hội Công giáo là giáo hội duy nhất nắm ơn cứu chuộc của Chúa với khẩu hiệu: không thuộc giáo hội sẽ không được cứu chuộc, có nghĩa là phải sao hỏa ngục. Năm 1703, Thánh De La Salle viết sách Li Devo Chatin tái định nghĩa danh từ Công giáo như sau: Công giáo là xã hội của đức tin được thâu tóm thành một và thuộc một thực thể được cai trị bởi các đấng chăn chiên hợp pháp mà Chúa Giêsu là thủ lãnh vô hình và Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh hữu hình trên trái đất này. Sau khi đọc các điều trên từ một cuốn sách ở thư viện về nhà đọc báo Đại chúng Xuân Canh Thịnh phát hành tại vùng Washington DC tháng 2 năm 2000, trong đó có bài trên bên trong và đằng sau thư ngỏ của các ông Đỗ Mậu, Nguyễn Kha, Lê Trọng Văn của tác giả Trần Ngọc Văn, với nội dung chống lại ý kiến của 10 vị nhân sĩ đã ký tên trong bức thư ngỏ gửi giáo hoàng Gian Paulo đệ nhị đăng trên báo Vận hội mới Xuân Kỷ Mão. Năm 1999, tôi rất tiếc không có số báo Vận hội mới nói trên, nên không có dịp đọc bức thư ngỏ của 10 vị nhân sĩ. Cho nên tôi chỉ được biết vài điểm của bức thư ngỏ này qua sự trích dẫn của tác giả Trần Ngọc Văn thôi. Tôi đồng ý với ông Trần Ngọc Văn là chúng ta không nên gọi đạo Công giáo là đạo Gia Tô hoặc Cato Roma. Vì thế, trên thế gian này không có đạo nào là đạo Gia Tô cả, chỉ có đạo Kitô hoặc Cơ Đốc. Ta phải thừa nhận một điều là các đạo thờ Chúa đều xuất phát từ Tây Phương, bao gồm Âu Mỹ và các nước Do Thái, Ả Rập. Vì vậy, chúng ta cần hiểu các tôn giáo này theo định nghĩa của họ. Gia Tô là tiếng phiên âm chữ Hán tên của Giêsu. Trong kinh cầu hồn bằng chữ Hán có câu Thiên Chúa Gia Tô thuộc tội chi ân chi đại, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu chuộc tội ban ơn rất lớn. Người Tây Phương dùng thần thoại Kitô, Cơ Đốc, chứ không lấy tên của Giêsu Gia Tô đặt tên cho đạo này. Vì vậy, ta không nên gọi Công giáo là đạo Gia Tô hay Gia Tô. Hơn nữa, nếu hiểu Công giáo là đạo Gia Tô, tức đạo duy nhất thờ Giêsu, thì lại là một lầm lẫn lớn. Chính thống giáo, Anh giáo, hàng trăm giáo phái Tin Lành, thậm chí Hồi giáo và Ca Đài cũng có thờ Giêsu nhưng không phải là Công giáo. Sở dĩ ta phải gọi là Công giáo La Mã vì có mấy thứ Công giáo khác nhau với hệ thống giáo quyền của giáo đô khác nhau. Trong đó có Công giáo Anh, Công giáo Hy Lạp, Công giáo Ai Cập, Công giáo Nam Phi, Công giáo Trung Nam Mỹ với thần học giải phóng tách rời Vatican. Tôi xin đề nghị chúng ta nên sử dụng danh từ Công giáo La Mã là danh từ chính xác nhất để tránh lầm lẫn với các tôn giáo thời Chúa khác.
Danh từ Thiên Chúa Giáo nên được hiểu là Độc Thần Giáo, bao gồm ba tôn giáo lớn là Do Thái, Hồi Giáo và Kitô Giáo hoặc Cơ Đốc Giáo. Danh từ Christianity do nguyên ngữ Hy Lạp Christos mà ra, Christos tiếng Anh và tiếng Pháp là Church, tiếng Tây Ban Nha Christo, được người Hoa phiên âm thành Cơ Đốc, người Việt xưa kia phiên âm từ tiếng Tây Ban Nha Christo thành Chúa Kirisito. Trong các sách kinh nguyện xuất bản trước Công đồng Vatican năm 1962. Sau năm 1962, danh từ Kirisito được thu gọn lại thành Kitô, tín đồ Kitô, được dịch là Kitô hữu. Đạo Kitô được gọi là Kitô giáo, bao gồm Công giáo, Tin lành, Chính thống, Anh giáo, vì tất cả đều tin Giêsu là Chúa Kitô. Chúng ta cũng không nên gọi Công giáo La Mã là Cato Roma, vì phiên âm như vậy sẽ làm mất ý nghĩa Công giáo và đạo chung của toàn cầu qua âm mưu thâm độc của Công Tây Tin và đế quốc La Mã trong mưu đồ dùng đạo này làm lợi khí chinh phục toàn cầu. Nếu chỉ hiểu Công giáo là Public Religion hoặc Sacred Religion là quốc giáo của một quốc gia, tức là đã đánh giá quá thấp tham vọng ban đầu của bọn đế quốc khi chúng diệt đạo Kitô nguyên thủy và lập ra đạo Công giáo để dùng làm chiêu bài xâm lược toàn cầu, tôi xin đề nghị nên sử dụng danh từ Công giáo La Mã để làm nổi bật cái giả tâm xâm lược toàn cầu của đế quốc La Mã núp dưới chiêu bài tôn giáo bịp bợm và ác độc của nó. Theo ông Trần Ngọc Vân, tác giả bài báo đăng trên Đại Chúng Xuân Canh Thìn vào tháng 2 năm 2000, thì 10 nhân sĩ tác giả bức thư ngỏ gửi giáo hoàng, trong đó có các ông Đỗ Mậu, Nguyễn Kha, Lê Trọng Văn, đều là những người đã xếp hàng chung với Tập đoàn Cộng sản Đại Chúng, trang 191. Có lẽ ông Văn ngụ ý cho rằng những nhân sĩ này đều là những cây bút tay sai Cộng sản, chỉ viết để xuyên tạc nhằm bôi lọ Công giáo và làm lợi cho Cộng sản. Theo tôi, dù cho nhận định của ông Trần Ngọc Vân là đúng đi chăng nữa, thì những cây bút chống Công giáo này không thể nào làm lợi cho Cộng sản bằng John 23 và Phaolô thứ 6 trong thời chiến tranh Việt Nam. Bài báo của ông Trần Ngọc Vân là động lực chính yếu đã thúc đẩy tôi viết bài này để trình bày những nhận định của một người trong cuộc, nhìn về giáo hội lâu đời của gia tộc mình. Ngoài ra, tôi là một quân dân phục vụ 10 năm trong Việt Nam Cộng Hòa, ở tù 10 năm trong trại cải tạo sau 30 tháng 4 năm 1975. Tất cả những nhận định của tôi trình bày trong bài này đều là những điều tôi thấy sao nói vậy, nghĩ sao viết vậy. Tôi không oán thù riêng một ai và cũng không sợ hãi bất cứ một thế lực nào. Tôi chỉ yêu sự thật và dám chết cho sự thật với niềm tự hào của một người chân thật. Một người thân yêu nhất của đời tôi trong quá khứ cũng như trong hiện tại, tất cả đều là người Công giáo. Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường Công giáo, đã chứng kiến những thảm trạng do giáo hội Công giáo gây ra chung quanh tôi, và cũng do sự học hỏi tìm tòi những sự thật lịch sử qua các sách nghiên cứu hết sức đầy đủ và có giá trị cao trong Thư viện Mỹ. Tôi đã tỉnh ngộ để có đủ tinh thần khách quan đánh giá lại niềm tin và giáo hội của mình. Tôi đã chọn cho mình một phương hướng đi là phải tham gia công tác giáo dục, ngõ hầu giúp đồng bào, đồng đạo của mình thức tỉnh để nhận cho đúng chân tướng gian ác của giáo hội Công giáo La Mã, để không còn bị một tu sĩ lưu manh bóc lột và dẫn đi vào con đường tội ác chống loài người và chống dân tộc mình. Tôi cố gắng làm việc hết sức mình để góp phần vào công việc Enlightenment này càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều bất hạnh có thể xảy đến cho bản thân, tất cả chỉ vì lòng khao khát yêu mến sự thật. Ý chí, ý nguyện này có thể tóm tắt trong khẩu hiệu
Chosen by Birth, Anti-Chosen by Choice. Trải qua gần 500 năm theo đạo, các tiền nhân của tôi đã có nhiều vị tự đạo. Tuy nhiên, tôi không lấy điều này làm niềm vinh dự. Trái lại, tôi có thể coi đó là niềm đau xót lớn lao, vì các tiền nhân đã đổ máu vô ích cho một thứ tà đạo mà cả loài người này ngày nay đang lớn tiếng nguyền rủa nó. Ông Trần Ngọc Văn viết trong một đoạn ở đầu trang 3 thư ngõ các ông Đỗ Mậu, Lê Trọng Văn, Nguyễn Kha còn dùng những lời lẽ hạ cấp nhất để miệt thị 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Đồng thời mạt sát Đức Gioan Phao Lô đệ nhị khi ngài quyết định tuyên thánh cho các vị này hơn 10 năm trước. Tôi không biết các tác giả thư ngõ đã viết ra sao mà bị ông Văn gọi là dùng những lời lẽ hạ cấp nhất. Ở đây tôi chỉ xin bày tỏ cảm nghĩ của tôi đối với vụ phong thánh cho các tử đạo Việt Nam với tư cách là một người công giáo tỉnh ngộ. Trong buổi lễ phong thánh cho 117 tử đạo Việt Nam tại Vatican năm 1988, Giáo hoàng đã đọc các lời vinh danh sau đây: các người vinh quang của Jerusalem, là nỗi vui mừng của Israel và là vinh dự của dân tộc Việt Nam. Tôi không hề thấy các người tử đạo đã đem lại một vinh dự nào cho dân tộc Việt Nam. Trái lại, họ chỉ mắc nhắc cho mọi người về một nguyên nhân chính yếu làm cho dân tộc Việt Nam rơi vào vòng nô lệ nhục nhã của thực dân Pháp hơn 80 năm. Họ là nguyên nhân gây mặc cảm hận thù chia rẽ dân tộc, mà hậu quả là việc thành lập các lực lượng vũ trang cuồng tín hiếu sát của tự vệ công giáo Phát Diệm Bùi Chu Thái Bình và lực lượng công giáo miền Nam gọi tắt là UMDC của đại tá Lee John trong các năm 1946 năm 1954. Người công giáo luôn luôn phản bội dân tộc, chỉ lo phục vụ Vatican và ngoại bang. Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi cũng như Lee Paroi ra mặt phục vụ thực dân Pháp cho đến năm 1954. Sau năm 1954, Lee Roy chạy sang Pháp, còn Lê Hữu Từ và Hoàng Quỳnh móc nối với Bình Xuyên chống chính phủ Diệm trong chiến tranh Pháp Việt và đệ nhất Cộng Hòa. Người công giáo chống cộng điên cuồng không phải vì yêu nước mà để phục vụ chủ trương chống cộng cực đoan của Giáo hoàng Pio thứ 12. Khi Giáo hoàng John 23 và Phaolô thứ 6 trở mặt thân cộng chống Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng thay đổi theo. Năm 1966, Linh mục Hoàng Quỳnh xua hàng chục ngàn giáo dân biểu tình phá rối trị an của Việt Nam Cộng Hòa. Giáo hoàng Phaolô thứ 6 tiếp Thủ tướng Nga tại Vatican ngày 30 tháng 1 năm 1967. Ngay từ đầu thập niên 60, Giáo hoàng John 23 đã móc nối với Hồ Chí Minh để thiết lập chính phủ trung lập tại Việt Nam, đã đưa đến cuộc lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm năm 1963 và rút phép thông công Tổng giám mục Ngô Đình Thục ngày 12 tháng 11 năm 1974, Linh mục Hoàng Quỳnh và gián điệp Vũ Ngọc Nhạ đến Củ Chi họp mặt với giám mục miền Nam để lập thành phần thứ 3 trong chính phủ liên hiệp với Cộng sản. Tất cả chỉ để thi hành mệnh lệnh của Vatican. Sau 30 tháng 4 năm 1975, Giáo hoàng Phao Lô thứ 6 đã ban thưởng huy chương cho Vũ Ngọc Nhạ, trong khi hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo thì Tòa Thánh hoàn toàn lặng thinh, không hề can thiệp. Tập thể công giáo Việt Nam đã tự biến mình thành một giáo hội hèn hạ, hoàn toàn nép dưới cái cây, cây gậy chủy huy độc đoán và nhiều khi rất nham hiểm của các giáo hoàng La Mã. Do sự việc này, chúng ta sẽ nhận ra sự độc hại của các sách kinh mọi nơi thảy nên một ràng cùng một kẻ chăng, kinh Nhật Hóa 170-172.
Ai chẳng vâng lời hội thánh trong mọi việc là chẳng vâng lời Chúa tôi, Đức Chúa Trời, hằng gìn giữ Đức Giáo Hoàng, cho nên chẳng có lẽ nào sai lầm được. Toàn niên kinh nguyện Bùi Chu 127 do Cơ sở Dân Chúa xuất bản. Cả cái tập thể Công giáo Việt Nam sống, người sống cũng như người tử đạo, đều chỉ làm nhục dân tộc Việt Nam cho những lời cầu kinh thiếu trí tuệ đó. Tôi đau xót tự hỏi, tại sao những người tử đạo Việt Nam đã phải đổ máu mình cho vinh quang của Jerusalem? Cái thành phố Jerusalem xa xôi kia có liên quan gì đến dân tộc Việt Nam? Báo Washington Post loan tin ngày 25 tháng 3 năm 2000. Giáo hoàng John Paul đệ nhị đến nhà thờ The Holy Sepulchre tại Jerusalem làm lễ kêu gọi 7 chi phái Kitô giáo tại đây hãy hợp nhất lại để xóa bỏ hận thù với nhau. Trong khi giáo hoàng làm lễ, các nhà thờ thuộc các giáo phái khác khua chuyên ầm ĩ để phá đám. Với một giới chức trong phái đoàn của giáo hoàng tuyên bố với báo chí gồm 2.000 phóng viên quốc tế rằng phương cách này là một cuộc chiến, và tuyên bố tiếp đó là thực tế mọi người dồn vào khu đất thiêng này, nhưng chẳng ai chịu ai, chẳng ai muốn mất đi một cái gì cả. Cuối cùng giáo hoàng xác nhận ngay tại Jerusalem tôn giáo vẫn được dùng làm một phương tiện cho sự chia rẽ và chiến tranh. Giáo hoàng đã công khai phủ nhận giá trị của các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng ngay tại đất thánh Jerusalem. Vậy Jerusalem chỉ là một chứng tích cụ thể về sự thất bại hoàn toàn của cái gọi là công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Bản thân đất thánh Jerusalem còn không tạo nổi vinh quang cho mình trong mấy ngàn năm qua, hà cớ gì người Việt Nam lại bỏ đổ máu mình cho vinh quang của Jerusalem? Tại sao người tử đạo Việt Nam phải đổ máu mình vì nỗi vui mừng của Israel? Cách đây 4.000 năm, cháu nội trai của Abraham là Jacob đã đặt tên cho nước Do Thái là Israel để tôn vinh Thiên Chúa của dân tộc Do Thái, thời đó là con bò eo. Do Thái thờ con bò eo từ khoảng năm 4.000 năm trước công nguyên đến thế kỷ 12 trước công nguyên. Đạo thờ bò được cải tổ thành đạo Do Thái của Môi-se. Môi-se đổi tên Thiên Chúa El hoặc Elohim thành Jehovah. Đây không phải là tên của Thiên Chúa mà chỉ có nghĩa là Thiên Chúa của các tổ phụ, tức vẫn là Elohim, vẫn là con bò thần El. Tại các tử đạo Việt Nam phải chết vì nỗi vui mừng của dân tộc thờ bò là Israel. Tôi nghĩ đến câu tục ngữ Việt Nam đồ ngu như bò và nhận thấy không có một trường hợp nào áp dụng câu tục ngữ này thích hợp cho bằng trường hợp tử đạo Việt Nam được phong thánh với những lời vinh danh như trên của giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Nhân dịp này tôi xin kính gửi đến 10 vị nhân sĩ ký tên chung trong bức thư ngỏ gửi giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đăng trên báo Vận hội mới Xuân Kỷ Mão năm 1999, cũng như kính gửi đến toàn thể quý vị hằng quan tâm đến nền văn hóa và tiền đồ dân tộc một số kinh nghiệm bản thân của tôi về vấn đề Công giáo và dân tộc như sau. 1. Chúng ta nên phân biệt hai loại người đối tượng. Loại người thứ nhất là các tu sĩ Công giáo và tập thể chính trị gia, trí thức Công giáo lưu manh là bọn xưa nay chỉ vì tư lợi gây rất nhiều tội ác chống lại nhân loại và dân tộc. Đối với loại người này, chúng ta phải xác định họ là kẻ thù nguy hiểm và chúng ta cần phải đấu tranh diệt trừ, không thể khoan nhượng. Đứng đầu bọn này phải kể đến Hội đồng Giám mục, những dòng tu đang biến đức tin Công giáo thành một món hàng béo bở để tận dụng khai thác làm giàu từ dòng tu đồng công ở Missouri chẳng hạn. Kế đến là bọn chính trị lưu manh đang ẩn nấp trong các đoàn thể ở nhà thờ như Hiệp sĩ đoàn. Vào một lúc nào đó thuận tiện, chúng sẽ mau chóng biến thành những đoàn quân võ trang hoặc những đoàn quân mặc vụ hiếu sát như những đoàn thể của Linh Mục Hoàng Quỳnh, Lê Hữu Từ, Lee Joy hoặc Trần Kim Tuyến. Loại người thứ hai là tuyệt đại đa số giáo dân, những người mãi lo làm ăn, vô tư chất phác. Họ chỉ vì thiếu hiểu biết
đã bị các tu sĩ và trí thức lưu manh lừa gạt kích động, xô đẩy vào những hoạt động phá hoại đất nước mà họ vô tình không biết. Họ cũng như hầu hết các người tử đạo xưa kia chỉ là những nạn nhân bị lừa gạt mà thôi. Đối với những người này, chúng ta cần phải đối xử với lòng thương yêu chân thành trong tình nghĩa đồng bào. Chúng ta chỉ có một khát vọng là đem ánh sáng của sự thật để xua đuổi bóng tối trong tinh thần của họ mà thôi. Họ đã và đang là nạn nhân bị các tu sĩ bòn rút tiền của. Đối với bọn tu sĩ lưu manh, họ chỉ là một bầy bò sữa để cho chúng vắt hầu, vỗ béo thân xác và thỏa mãn các thứ dục vọng của chúng. Họ cũng là những nạn nhân của bọn chính trị lưu manh, lúc nào cũng làm cho lúc nào cũng lâm lê biến họ thành những công cụ hoặc những vật hy sinh cho những mưu đồ đen tối của chúng. Trong thâm tâm của mỗi người chúng ta luôn luôn phải phân biệt rõ rệt bạn và thù, nạn nhân và thủ phạm. Mục đích tối hậu là diệt trừ mọi kẻ ác để bảo vệ những người thiện lành. Nhất định đồng bào sẽ ủng hộ chúng ta và ơn trên sẽ phù hộ chúng ta. 2. Với nhận định như trên, chúng ta cần đem lại sự giáo dục tới tận các giáo dân bằng những bằng chứng sự thật được trình bày đơn giản, cụ thể và dễ hiểu. Không nên quá chú trọng đến các lý thuyết cao xa như thuyết tạo dựng, thuyết cứu rỗi, mà cần chú trọng đến các vấn đề thông thường được nêu trong các sách kinh nguyện mà nhà giáo dân nào cũng có và họ thường tụng niệm hàng ngày. Thánh kinh thường được coi như những cuốn sách làm căn bản của đạo thì rất ít giáo dân đọc. Họ chỉ biết thánh kinh qua một số trích đoạn mà bọn cha cố đã lựa chọn kỹ càng để đem ra giảng thuyết mà thôi. Các cuốn sách dày như Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi chắc chắn chẳng có giáo dân bình thường nào đọc cả. Vậy nên cần xuất bản nhiều cuốn sách nhỏ đề cập đến những vấn đề thiết thực để khai sáng hơn là viết sách đồ sộ khô khan, hầu như không có tác dụng nào đối với đa số giáo dân. 3. Có những điều mà các tri thức ngoại giáo ít ai biết tới là mỗi khi có một cuốn sách hay, bài báo nào chống đạo xuất hiện, bọn cha cố công khai ngăn cấm giáo dân không được đọc, nếu đọc là phải tội vân vân. Nên bọn chúng đã vô hiệu hóa một cách dễ dàng tác dụng của các sách báo này. B. Dưới sự lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm và vô cùng xảo quyệt của Vatican, các giáo sĩ luôn luôn có sẵn những lối giải thích lương lẹo để hóa giải các lập luận tấn công giáo lý hay giáo hội. Vì thế Công giáo đã vượt qua mọi cuộc tấn công của khoa học và mọi cuộc chống phá của các phong trào soi sáng hay các phong trào giải trừ Kitô giáo như hiện nay. Muốn biết các lập luận lương lẹo này ra sao, xin hãy đọc Giáo lý mới thời đại mới 157 trang do Đất Mẹ xuất bản và phát hành tại Houghton năm 1996. Đọc cuốn sách Giáo lý mới này, quý vị sẽ phải khâm phục tài nghệ giải thích lương lẹo của bộ tham mưu thần học Vatican. Thí dụ Thiên Chúa dựng nên vũ trụ trong 7 ngày cần được hiểu là 7 thời đại. Nếu nói 7 thời đại thì cây cỏ thảo mộc Chúa tạo ra trước mặt trời làm sao sống được, vì không có dịp lục tố. Mỗi thời đại kéo dài nhiều triệu năm, giáo dân được mời gọi để bắt chước lòng trung thành tuyệt đối của Abraham đối với Thiên Chúa, chứ không phải được mời gọi để bắt chước hành động của Ngài. Loạn luân giết con để tế Thiên Chúa. Kinh Tin Kính là bản liệt kê các giáo điều căn bản của đạo Công giáo đã được Hội nghị Nice chấp thuận năm 325, vẫn có thể được sửa đổi cho phù hợp với thời đại ngày nay. Sách trích dẫn trang 160. Do đó, việc bài trừ hệ thống tu sĩ Công giáo là một vấn đề ưu tiên cần được thực hiện trước khi bắt tay vào việc giáo dục quần chúng. Mọi người chúng ta đều biết rằng Chúa Giêsu chỉ có một người mẹ duy nhất là Đức Mẹ Maria. Nhưng chúng ta thấy người Công giáo đã gọi Mẹ Maria bằng rất nhiều danh hiệu khác nhau. Nào là Đức Mẹ Đồng Trinh, Đức Mẹ Chúa Trời, Đức Mẹ Vô Nhiễm, Nguyên Tội, Đức Mẹ Mong Triệu, Đức Mẹ Mân Côi và Đức Mẹ
sắp mang tên thêm một danh hiệu chính thức nữa là Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuột. Ngoài ra, chúng ta cũng nghe nói tới những vụ Đức Mẹ hiện ra ở nhiều nơi trên thế giới như Lộ Đức, Bồ Đào Nha, La Vang, Việt Nam và hàng trăm địa danh khác nữa không xiết. Mỗi một danh hiệu nói trên của Đức Mẹ đều có lịch sử của nó và đều đã gây ra nhiều hậu quả cho đời sống nhân loại và đời sống của giáo hội Kitô. Mỗi lần Vatican đưa ra một phép lạ của Đức Mẹ ở một nơi nào đó đều có dụng đích chính trị của họ. Vấn đề tôn thờ Đức Mẹ có cả một ngành nghiên cứu riêng gọi là Mariology, hết sức phức tạp và hoàn toàn xa lạ đối với đại đa số đồng bào ta là những người ngoại giáo. Đây là lý do thứ hai thúc đẩy tôi viết bài này, nhằm trình bày khái lược về những vấn đề trên để quý vị độc giả ngoại giáo hiểu thêm về thực chất của giáo hội Công giáo La Mã, và cũng để từ đó có thể biết, đoán biết được tương lai của giáo hội này sẽ đi về đâu. Sự mất còn của giáo hội Công giáo với trên 1 tỷ tín đồ có liên hệ mật thiết với vận mệnh của nhân loại, trong đó có dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe đến giờ phút này. Xin mời các bạn đăng ký kênh để có được những clip mới. Chúc các bạn an vui.